Do ta viết chép, cung kính cúng dường, tôn trọng lại khen nhiễu quanh bên phải, chắp tay lễ bái rồi lui. Như vậy là ta đã làm việc pháp thí rồi. Nghĩ như vậy rồi hoan hỉ vui mừng, làm cho phước đã được càng tăng trưởng bội phần. Kiểu thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này, nhờ trời rồng dược xa Atula vân vân ở 3.000 đại thiên quốc độ và 10 phương vô biên thế giới khác thường theo ủng hộ, không bị tất cả người chẳng phải người vân vân làm não hại, ngoại trừ đời trước do tạo ác nghiệp nên bây giờ phải chịu quả báo hoặc chuyển tội nặng thành tội nhẹ trong đời hiện tại. Kiểu thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này, nhờ đại oai thần lực của kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà được các loại công đức lợi ích thù thắng ở đời hiện như thế. Nghĩa là được chư thiên vân vân, vị nào đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hoặc đã quy y theo Phật Pháp, được lợi lạc thù thắng vì kính trọng Pháp, nên những vị ấy thường theo ủng hộ tăng trưởng thế lực cho các thiện nam thiện nữ kia. Vì sao? Kiểu thi ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, luôn luôn cứu giúp các hữu tình, luôn luôn làm thành thục các hữu tình, luôn luôn vì các hữu tình không bao giờ lìa bỏ, luôn luôn làm lợi lạc cho các hữu tình, chư thiền vân vân kia cũng lại như thế. Nhờ nhân duyên này thường đến ủng hộ nên các tai họa ngang trái không thể xâm tổn não hại được. Hết quyển thứ 502.